Và khoảng vài phút trước đây thì các quần của gia đình khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể Thao 360 của Báo Thanh Niên.